Thực hư cây dừa ba ngọn giá 22 tỷ đồng xôn xao ở Bình Phước. Thời gian qua, nhiều người dân địa phương lan truyền thông tin cây dừa ba ngọn lá kỳ lạ của nhà ông Thượng Văn Nhãn 58 tuổi, trưởng ấp Phú Hòa 2, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, và được một người trả giá 1 triệu USD. Vậy, thực hư thông tin này là thế nào? Nhiều người thêu dệt, uống nước quả dừa ba ngọn có thể chữa lành bệnh tiểu đường, đau lưng, nhức mỏi. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu hay cơ quan chức năng nào xác định cây dừa nhà ông Nhãn có khả năng đặc biệt đó hay không. Nhưng theo ghi nhận tại địa phương thì có rất nhiều trường hợp khẳng định đã khỏi bệnh viêm gan, dạ dày, trĩ khi uống nước từ trái cây này. Mỗi ngày có hàng chục người tìm về đây để mong được tận mắt chứng kiến và uống nước dừa để hết bệnh. Dù cho việc này là có thật thì trong mắt mọi người, cây dừa có ba ngọn này đang được thần thánh hóa. Trong khi đó, nhiều người cho rằng nước dừa chữa khỏi bệnh có thể chỉ là sự trùng hợp khi người bệnh đang dùng thuốc Tây, Đông y. Hay nói cách khác, việc này chỉ mang lại sự ổn định về tâm lý và ít nhiều có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Vào đầu năm 2010, phía công ty khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương của đại gia Dũng Lò Vôi có xuống thương lượng xin đổi chiếc xe ô tô 7 chỗ giá gần 1 tỷ đồng để lấy cây dừa ba ngọn trên mang về làm triển lãm, nhưng ông Nhãn cũng không đồng ý. Cây dừa ba ngọn trên luôn mang lại niềm vui và may mắn cho gia đình, nên tôi xem đây là phước lộc trời ban tặng. Hơn nữa, thấy nhiều người bảo nước dừa ở cây này có thể chữa được nhiều bệnh, nên dù ai trả giá cao thế nào thì gia đình tôi cũng không bán. Hễ ai đau ốm có nhu cầu thì tôi hái biếu vài trái. Thấy họ khỏi bệnh tôi cũng vui mừng, ông Nhãn giải thích. Tuy nhiên, cũng từ khi cuộc ngã giá không thành, thông tin về giá trị của cây dừa lớn được lan truyền, khiến cho vợ chồng ông mất ăn mất ngủ. Được biết lúc đó có nhiều đối tượng xấu luôn rình mò quanh nhà ông Nhãn. Khi hỏi về sự việc cây dừa được một nhà khoa học ở bờ biển Ngà hỏi mua với giá 1 triệu USD, ông Nhãn cho biết đó là thông tin không chính xác. Cây ổi quý 300 năm tuổi 1 tỷ đồng không bán, bonsai Hà Thành đứng ngồi không yên. Theo ông Thọ, cây ổi quý có tuổi thọ lên đến hơn 300 năm tuổi, song vẫn xanh tốt, ra quả trĩu cành. Hình ảnh cây ổi quý hiếm độc đáo nhiều đại gia chi trả cả tỷ đồng vẫn không mua được. Đó là cây ổi của gia đình ông Nguyễn Gia Thọ ở Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội. Theo ông Thọ và giới chơi cây cảnh bonsai đánh giá, cây ổi quý này có tuổi thọ lên đến hơn 300 năm tuổi, song vẫn xanh tốt, ra quả trĩu cành. Nhiều đại gia chi cả tỷ đồng vẫn không mua nổi vì gia chủ không màng, khiến dân chơi cây cảnh Hà Thành phát sốt. Toàn cảnh cây ổi quý hiếm có dáng thế độc đáo với tuổi thọ khoảng hơn 300 năm tuổi của gia đình ông Nguyễn Gia Thọ ở Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội. Ngoài những người hiếu kỳ, có không ít những người là dân chơi cây cảnh bonsai và các đại gia tỏ ra vô cùng thích thú phát sốt vì cây ổi có hình dáng vô cùng đặc biệt, đẹp đến từng chi tiết. Ông Thọ cho biết cây ổi này ông mua lại của một người chơi cây cảnh ở Lâm Đồng cách đây 5 năm. Song ông Thọ từ chối chia sẻ thông tin ông đã mua cây ổi này với giá bao nhiêu tiền vì lý do tế nhị ông không muốn tiết lộ. Cây ổi quý hiếm độc đáo có 102 này được trồng trong một cái chậu xi măng lớn. Gốc cây ổi khá to với đường kính khoảng 60cm. Chiều dài của thân cây khoảng hơn 1m, từ gốc cho tới hết thân cây xuất hiện rất nhiều các nốt sần, u xoắn bìu và nhiều hang hốc toát lên vẻ già nua cổ kính của cây ổi quý hiếm. Mặc dù có hình dạng vẻ bề ngoài già nua rêu phong sần sùi cổ kính, song cây ổi quý này vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn đầy sức sống, vẫn giữ được màu da hồng nâu đỏ đặc trưng của vỏ cây ổi. Không chỉ vậy, trên thân hình sần sùi rêu phong gai góc già nua ấy vẫn đâm chồi nảy lộc. Những cành cây vẫn vươn cao và phát triển, những chồi non vẫn đang ra lá, những bông hoa vẫn đang nở và những quả ổi từ xanh ương cho đến chín mềm đều có cả. Ông Thọ cho biết, dựa vào kinh nghiệm chơi cây cảnh, ông và nhiều người chơi cây khác đều nhận định cây ổi này có tuổi đời khoảng 300 năm tuổi. Cũng theo ông Thọ, sở dĩ nhiều người nhận định như vậy bởi nhìn vào những nốt sần, lớp vỏ, những u xoắn trên cây ổi này thì nó phải có tuổi đời hơn 300 năm. Vì chỉ có những cây ổi có tuổi thọ lớn như vậy thì mới có thể tạo thành những nốt u sần mắc xoắn hốc hác như vậy được.
Từ khi ông thợ mua và chăm sóc cây ổi quý này, đã có hàng trăm, thậm chí cả nghìn người đến chiêm ngưỡng. Nhiều người gã mua cây ổi này từ vài trăm triệu đồng. Thậm chí có nhiều người đã từng trả hơn 1 tỷ đồng, nhưng ông vẫn không bán. Cây ổi vô cùng quý hiếm độc lạ, có giá lên đến cả 100.000 đô la Mỹ. Vườn cây cảnh của gia đình ông Thọ còn có hàng trăm cây quý hiếm khác. Có rất nhiều cây có thể dáng hình thù rất độc đáo lạ mắt, khiến nhiều người xem cứ đi đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không muốn rời vườn cây. Ông Thọ cho biết, chơi cây cảnh là phải có tình yêu và sự đam mê. Giá cây cảnh có thể dựa vào nhiều yếu tố khác nhau để định giá, như độ tuổi của cây, xuất xứ, nguồn gốc, dáng thế của cây. Song chơi cây nghệ thuật là vô giá, bởi với người biết chơi, thích chơi thì cây ổi này có giá rất đắt hoặc vô giá. Song người không thích thì nó không có giá trị gì, có khi cho họ cũng chẳng lấy. Vì thế với tôi, cây ổi này là vô giá, thì nhiều người trả tiền tỷ cũng không có ý nghĩa gì, ông Thọ chia sẻ. Thanh Hóa, tận mắt ngắm cây vạn tuế, hiếm có khó tìm, để 400 chuyến vàng, người dân đổ xô đến xem. Mấy ngày nay, nhiều người dân kéo nhau tới nhà anh Cao Văn Thắng 40 tuổi, ở thôn Chanh, xã Cẩm Thành, Cẩm Thủy, Thanh Hóa, để được tận mắt thấy một cây vạn tuế, ra hoa đã khó, nay còn đâm hoa kết trái. Những trái vạn tuế to, hình bầu dục, có màu vàng óng, được nhiều người coi như những quả trứng vàng. Người xưa có câu, thiên niên thiết thụ liễu hoa, nghĩa là nghìn năm vạn tuế đâm hoa, nên nhiều người ví gọi vạn tuế là loài cây ngàn năm mới nở hoa là vậy. Thế nhưng, không chỉ ra hoa mà cây vạn tuế ở Thanh Hóa này còn ra cả quả. Anh Thắng, chủ nhân của cây vạn tuế độc lạ có 102 này cho biết, anh là người rất thích chơi, sưu tầm cây cảnh. Khi còn đang học cấp 2, anh đã nhiều lần leo lên núi Đá Muống, một ngọn núi đá voi cao ở thôn để tìm vạn tuế, phong lan, xanh xi về trồng. Cây vạn tuế của anh Thắng ra hoa nửa năm mới kết quả, với hàng trăm quả vàng ống tựa như những quả trứng vàng, nhìn xa như một mâm đầy ắp hoa quả, với viền trang trí là những lá nhỏ bao quanh những chùm quả. Theo anh Thắng, khoảng năm 1990, sau nhiều ngày leo trèo trên núi đá voi, tai mèo lẩm chởm, anh đã may mắn bắt gặp ba cây vạn tuế ở một vách đá dựng đứng cao hàng trăm mét ở khu núi Đá Muống. Vách đá cao treo leo rất nguy hiểm, nhưng vì niềm đam mê, mong muốn có cây vạn tuế đẹp về trồng chơi, anh đã mạo hiểm dùng dây thần đu ra vách đá dựng đứng để đào lấy cây vạn tuế này khi thấy nó quá đẹp. Cây vạn tuế độc lạ quý hiếm này được anh Thắng trồng trên một khoảng đất thịt cạnh hiên nhà. Xung quanh cây vạn tuế, anh Thắng trồng hàng trăm gốc cây đinh lăng nếm, nhiều cây đã được 10 năm tuổi. Đưa 3 cây về trồng, 2 cây sống được hơn 1 năm thì chết, chỉ còn duy nhất cây vạn tuế mà hiện nay đang đẻ trứng vàng là sống sót. Anh Thắng kể, cách đây khoảng 10 năm, anh trồng vạn tuế trong an chậu, nhưng sau một thời gian thấy cây phát triển chậm và có dấu hiệu vàng là sắp chết, anh đã phải đưa ra trồng trên đất thịt, cạnh hiên nhà. Gặp đất lạ, cây vạn tuế nhanh chóng phát triển xanh tốt, vươn cao. Anh Thắng cho biết, cây vạn tuế mỗi năm thay lá một lần, số lượng tàu lá cũng nhiều lên theo từng năm. Tuy nhiên, từ khi anh trồng cây vạn tuế này đến nay, thì đây mới là lần thứ 3 cây vạn tuế ra hoa, và đây là lần đầu tiên vạn tuế đậu quả sai triệu, to tròn vàng óng trông như những quả trứng vàng rất đẹp. Khi biết tin, đã có rất nhiều người dân trong vùng và các xã lân cận tìm đến để chiêm ngưỡng. Người xem nhiều, người hỏi mua cũng không ít, đã có rất nhiều dân chơi cây cảnh tìm đến xem và gạ mua cây, anh Thắng cho biết. Có người trả 20 triệu đồng, có người trả 30 triệu đồng, nhưng tôi không bán. Vì cây vạn tuế này có rất nhiều kỷ niệm với tôi, anh Thắng chia sẻ. Khi đó nó nhú lên một cục vàng hình bầu dục, giống như ngọn cây xương gồng gai, nhìn xa như tổ ong tay áo, rồi càng ngày càng bành to ra, cỡ cái khay tròn uống nước, phủ kín cả ngọn cây. Bên dưới hoa mọc ra các tàu lá xung quanh nương đỡ hoa. Khoảng cuối tháng 6, hoa bắt đầu đậu quả. Ban đầu, quả nhỏ như quả xoan màu vàng nhạt, và hiện nay, quả đã to bằng quả cà pháo. Điều đặc biệt là càng lớn, quả càng ngả màu vàng óng trông rất đẹp. Chị Phạm Thị Thiện, vợ anh Thắng cho biết thêm, ở giữa ngọn cây đang mọc lên 15 tàu lá, cao khoảng 2,5 mét, trông rất đẹp mắt. Mỗi năm cây vạn tuế thay lá một lần, số lượng tàu lá tăng lên theo năm. Từ sau Tết Nguyên Đán, cây vạn tuế này bắt đầu đơm hoa, anh Thắng kể. Theo quan sát của phóng viên, thân cây vạn tuế cao khoảng 0,8 mét, đường kính 25 cm, trên ngọn cây mọc ra từng chùm quả, ước chừng khoảng 400 quả, nhìn tụ một mâm đầy ắp hoa quả vậy. Và chen vào giữa ngọn cây có 15 tàu lá non đang vươn cao khoảng 2,5 mét. Chị Thiện cho biết thêm, quả của cây vạn tuế có thể ăn được bằng cách hấp, luộc hoặc nướng.
nhưng củ quả vàng tuế có màu trắng đục, ăn bùi ngậy như hạt mít hạt dẻ. Có người bảo có thể ngâm rượu uống rất tốt, nhưng gia đình tôi chưa thử. Nhưng tôi nghĩ ăn được thì có thể ngâm rượu được. Vì đây là cây cỏ hoa quả nên chắc cũng sẽ ngâm rượu được, chị Thiện chia sẻ.